cũng xin lỗi gia đình hai bên vì em đã giấu gia đình hai bên quá lâu về chuyện này. Vì khi ba bố mẹ của anh, bố mẹ của em hỏi, em đều nói là chúng em quen nhau vì hai trường giao lưu văn hóa. Lúc đó em thấy anh, điều đầu tiên em muốn là dòng xe đi về. Nó trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà em tưởng tượng ra. Em thì trước giờ không có bị hôi nách, nhưng mà hiện tại thì nguy cơ là em sắp có. Trời ơi! Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. À, hai em giới thiệu về mình. Em là Cường, hiện tại em sinh năm 91, đang kinh doanh. Con em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thái Thiên Kim, năm nay em 23 tuổi và em đang là giáo viên tiểu học ạ. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào và tình yêu của các em nảy nở ra sao? Thì em với anh Cường gặp nhau là trên BTalk. Và thực sự thì qua chương trình này em cũng xin lỗi gia đình hai bên vì em đã giấu gia đình hai bên quá lâu về chuyện này. Vì khi ba bố mẹ của anh, bố mẹ của em hỏi, em đều nói là chúng em quen nhau vì hai trường giao lưu văn hóa. Dạ vâng. Hai chúng em quen nhau trên BTalk, là cái chương trình mà mạng xã hội, là khi mà người ta cùng thích hình ảnh đại diện của nhau thì sẽ kết bạn với nhau. Thì em cùng thích ảnh anh này, nhưng mà không phải một mình anh này mà rất là nhiều anh. Tuy nhiên thì chỉ có một mình anh này là em cảm thấy là khi nói chuyện là em mê nhất. Thế gọi là khi nói chuyện là em đắm đuối luôn á. Mặc dù là lúc đó là em vừa chia tay người yêu xong mà rất là đau khổ, gần như là đang trong trạng thái là trầm cảm luôn. Thì nhưng mà khi nói chuyện với anh này thì lại mê, mê khủng khiếp. Sau đó khoảng vài tuần thì anh nhắn chủ động cho em, nói là bây giờ anh đang rảnh, kêu em qua bên shop của anh chơi. Thì lúc em qua shop của anh chơi, em cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, em nửa muốn đi nửa muốn không. Thì em sau một hồi đấu tranh thì em quyết định là em đi. Em tưởng tượng cái người đó là sao trong tưởng tượng của em? Trong tưởng tượng của em, hình tượng anh trong đầu rất là soái ca. Dạ, soái ca và lạnh lùng. Nhưng mà khi gặp rồi thì sao? Thì lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Ủa là sao? Lúc đó em thấy anh, điều đầu tiên em muốn là dòng xe đi về. Nó trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà em tưởng tượng ra, kể cả trái ngược hẳn với cái người mà đang nhắn tin với em trên mạng. Trái ngược hẳn luôn. Một người vừa ốm vừa lùn, nó lại nhiều râu nữa. Em sợ lắm, em sợ những người nhiều râu lắm. Trời ơi, em có tổn thương không? Chắc là thương tổn. Em sao em? Đi qua shop em thì đi bằng gì? Đi bằng xe máy. Đi qua shop thì đi trên một cái xe quay quay, mà quay độ. Quay độ. Trời ơi, em rất là ghét xe độ. Đi qua đi quay độ, bỏ hai cái yếm ở hai bên. Mà xe rất là bốc, máy nổ ầm ầm. Vợ em lúc đấy cũng rất rất là cá tính, tóc thì nhuộm highlight, tóc xoăn mì tôm nhuộm highlight, nửa dưới là màu hồng rất là rực. Lúc đấy hình như mới dùng kem trộn, đúng không? Kem trộn hot girl trắng bóc. Nhưng mà em có thích liền không? Em có thích vợ em không? Dưới thì em nhìn thì em kết liền. Có nghĩa là cảm xúc của em vợ em khác nhau đúng không? Dạ, đúng rồi, trái ngược hoàn toàn. Dạ, sụp đổ. Còn chồng thì là quá thích đúng không? Dạ. Đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, cái lần chốt hạ để yêu nhau đó là lần hạ gặp thứ ba. Nhưng mà lý do gì mà em chuyển từ ghét mà em chuyển sang yêu được? Dạ, tại vì lúc đó là cái chuyện cũ của em á, là những cái khúc mắc trong lòng em đã gỡ được rồi. Em cũng đã quên rồi. Và với lại lúc đó em đã bắt đầu em mở lòng ra. Chính xác là em đưa anh đi xem phim. Thì xong suốt. Dạ, thì cái khoảng cách khi ngồi xem phim nó gần. Nó gần quá mà. Thì đó, chắc ngồi gần nhau nên điện nó mới chạy được. Anh cứ cố tình áp sát mặt em. Dạ, bộ hỏi đúng không? Dạ, rồi đút bắp đút bỏng ngô cho em ăn đó. Rồi còn cái gì nữa không? Trong lúc đấy từ từ cho em xin cái khúc này xíu. Lúc đấy là em, bây giờ em nghĩ là em cảm giác như chắc là em bị gài kèo hay sao ấy.
em cầm cái hộp bắp ở bên này và em ngồi bên này. Em cầm bắp chính xác là như thế này luôn. Và em ngồi ở bên, em cầm bắp bốc đưa lên, và em ngồi nhún cá ở bên đớp mồi vậy. Đưa ra đớp. Em cứ ngồi, trong đời lúc đấy là chưa bao giờ em thấy một cái người nào ăn bắp rang bơ với cái tần suất là nhanh đến như vậy. Kinh khủng. Liên tục. Cuối cùng hết luôn nguyên cái lon bắp không? Dạ hết, em ăn được có vài miếng à. Còn cái điều gì ở vợ em có một sự đặc biệt gì đó mà em phải quyết lấy còn được? Có một lần lúc em mới mở cái cửa hàng mới thì em có bị móc ví. Có một người ta giả làm khách, người ta móc ví. Thì trong ví lúc đấy em có 20 triệu. 20 triệu với em lúc đó là tất cả gia tài, những gì còn lại của mình. Trời, em đang sinh viên thôi. Thì vợ em là cái người mà thứ nhất ở với gia đình, và chi tiêu thì vợ em cũng không phải là người có nhiều tiền. Lúc đó cũng sinh viên thôi. Sau khi em bị mất ví, em có nhắn tin vợ em. Thì một lúc sau vợ em đến, vợ em đưa cho em 200. Thì cái đó em giật mình. Em bảo là sao mà vợ em có tiền. Thì vợ em cũng đưa 200, bảo là cầm tiền trong cái khoảng thời gian khó khăn thì cầm tiền lo tạm. Thật sự thì cái giá trị lúc đó đập ống heo à? Dạ không, em đi mượn người yêu cũ. Trời ơi. Thấy chưa, tôi mà không nói cái này ra là sao mà biết được cái chi tiết đây. Trời ơi, mà nó bạn trai em cao. Dạ vâng. Em hoang mang lắm, tự nhiên em không hiểu sao mà ổng mất ví mà em giống như là em cảm giác như là tận thế tới nơi rồi. Em không biết cách nào phải để phụ ổng được hết. Chỉ còn trong đầu em chỉ nảy được cái cách đó là duy nhất mà có thể giúp. Thì bởi vì lúc mình hoạn nạn á, mình mới biết được là ai là cái người mà gọi là bên cạnh mình chân thành nhất. Nhưng mà hôm nay thì chắc các bạn ấy biết. Dạ chắc giờ chắc nó biết. Thay mặt chương trình cảm ơn bạn. Rồi. Các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 9 tháng. Nhưng mà em có con chưa? Dạ chưa ạ. Em đang lên để nhờ anh Bin chúc em ạ. Lên tay quá Bin, em quá rồi. Tiếng lành đồn xa, quá rồi. Rồi 9 tháng ở chung với nhau thấy có điểm gì khác không ở bạn đời của mình? Ai có tật xấu gì xì ra không? Để cho vợ em kể trước, phần kể hay để em kể sau. Chồng em có một cái đó là giờ dây thun. Mà dây thun mà ngâm dầu hôi á, chứ không phải là dây thun. Nó giãn ra đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nó còn ghê quá. Nhão nữa. Dạ đúng rồi, nó nhão luôn á. Ngâm dầu hôi nữa. Dạ. Rồi. Lúc đầu thì em giận hoài à. Nhưng đến một lần em phát hiện là ảnh đang ngồi chơi với em. Ảnh hẹn đối tác của ảnh là như là mấy giờ là ảnh đến. Nhưng đối tác đến rồi, ảnh vẫn ngồi chơi với em. Mặc dù em ra sức hối thúc, ảnh cứ thôi cho người ta đợi chút có sao đâu. Đó. Nên em hiểu rồi, người này là trong máu rồi, chứ không phải là vì không tôn trọng mình nên thôi. Nên em tìm cách em thích nghi. Thứ hai là rất là khó tính. Những em nhân viên của chồng em là đều nói: chị My, sao chị My hay vậy? Chị My ở với ổng hay quá vậy. Rồi, khó tính lắm. Dạ khó tính lắm. Cái cuối cùng là hay ăn hiếp em. Ăn hiếp em là như thế nào? Ăn hiếp em. Dạ không, dạ không. Dạ không, mạt xác, đánh lộn. Dạ không, hai vợ chồng em rất là văn minh, kể cả gây lộn cũng vậy, không bao giờ nói nặng nhau. Nhưng có điều là ảnh hay giống như là ảnh cứ anh là người lớn và anh dạy lại cho con nít vậy đó. Nên em lúc này em cũng có cái mặc cảm là em bị ăn hiếp. Đó là như vậy. Là hai đứa ở riêng hay là? Dạ ở riêng. Là lúc đó em chưa kiếm được việc làm. 2 tháng đầu là chưa kiếm được việc làm, là hầu như là chỉ trong cái tiền đi làm thêm ít ỏi với lại tiền của ảnh thôi. Thì em cảm thấy stress lắm, suốt ngày có gì đâu mà tại sao cứ phải bù đầu cơm nước gì đâu mà mới nấu cơm bữa sáng xong quay lại vậy, chưa làm chưa có chơi được gì hết là tới cơm trưa rồi. Thì em stress cái thay đổi cuộc sống hôn nhân như vậy thôi. Dạ. Bây giờ tới bạn đó, bạn Cường. Người anh, người chồng và người thầy nữa. Sau khi cưới thì vợ em có một vài tật xấu, rất là hay ngoáy mũi. Chết cho chết, sao lại nói chị? Cái đó là tật rồi chứ không phải là. Dạ tại vì chứ lúc quen là em giấu kỹ lắm. Em tất cả mọi thứ em đều cho anh biết và em trừ chuyện đó ra. Em giấu cho đến khi mà đã ở chung nhà rồi, không lẽ mình cứ nhịn hoài. Đâu có chịu nổi đâu, thôi lòi ra luôn. Vậy giờ còn không em? Dạ sao bỏ được anh. Dạ. Nó ghiền đúng không? Dễ thương vậy. Và thật xấu gì nữa? Thật xấu gì đặc biệt có nó lạ lạ. Còn cái nữa là em mỗi lần mà ăn cái gì xong hay là uống một cái gì đó xong thì thay vì người ta phải rửa mồm rửa miệng rồi bắt đầu mới lăn lên giường chẳng hạn, thì vợ em tìm cách lăn vào người chồng.
Giờ vẫn chưa hiểu lắm. Em thì trước giờ không có bị hôi nách, nhưng mà hiện tại thì nguy cơ là em sắp có. Trời ơi! Lần đầu tiên mà tôi nghe có một người cũng như là xác định rằng là tôi có nguy cơ bị hôi nách. Lý do là sao vậy? Ví dụ như là có ai đó mà ăn bún đậu mắm tôm mà chưa rửa miệng đúng không? Mà cái đó mà bố em hay xà vào người em để lau miệng lắm. Trời ơi tôi. Tức là lấy chồng làm cái nồi dẻ để lau miệng. Dạ. Mà cái nồi dẻ của ông chỗ cái khu vực rất kỳ lắm. Dạ, dạ. Cái chỗ nào nó giống cái nồi dẻ nhất ấy ạ? Nó giống như cỏ nồi ấy ạ. Dạ. Đó là hai cái sở thích rất là dị của vợ em. Em có cái niềm vui của em là em không biết sao nhưng mà thật sự em phát hiện là từ nhất là sau khi cưới nữa là trên người chồng em có một cái mùi em ghiền lắm, nó rất là thơm mà em đâu biết là em dụi từ từ nó vô khu vực đó đâu, em đâu có từ là chỉ lâu không hiểu. Cái này chỉ lau miệng từ đây rồi chị cứ vui lên đây cái ghiền luôn. Thôi em ơi, ngồi nói chuyện nghe mà tôi đứng ngồi nó chỉ hầm hư luôn rồi. Anh chúc cho vợ chồng của Cường trong năm nay, năm Mậu Tuất sẽ có một cái tin vui, sẽ có một em bé, một con chó con trong gia đình. Nha, trai gái gì cũng xinh xắn, đáng cảm yêu, mạnh khỏe và xinh đẹp như hai vợ chồng. Đấy, rồi chúc cho em nha. Vui chưa? Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Cũng Phận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Thiện, năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công ạ. À, rồi, mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Cũng Phận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Hình Dung, nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi, đang có không? Dạ không, là em qua rồi. À, mấy tháng rồi? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi. Dạ. Đúng không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em mới cưới. Được 7 tháng. Dạ. Có nghĩa là có em bé là mới cưới. Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới hồi tháng 6. Rồi, Diễn dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là... Rồi đó em đang thất tình. Thế rồi, chồng em là bạn chung trên Facebook. Thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm. Chồng mới thấy thì chồng cua cẩm, đâu cua có 3 ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm rồi. Nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của ta. Em làm cách nào hay vậy, chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ đúng không? Cái đó thì khi vợ em đang tút tâm trạng này đó, thì em có nói chuyện với vợ. Em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu. Đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần, vợ em đồng ý luôn. Dạ, vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi. Không phải em suy nghĩ 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hổ hoài có một câu mà bực quá nói luôn? Dạ không, không phải. Có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên lại hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong ngày, rồi nhắn tin qua lại. Dạ. Là 3 ngày sau là gì? Dạ anh còn hỏi em ở cái lần thứ ba mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Em sợ bỏ luôn. Dạ. Hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ dạ. Chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó, thì mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời nó choáng ngợp. Nhau ngoài đời cảm giác của tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ anh đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Giờ xấu rồi đó mà. Xấu rồi thì dễ sợ gì đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ, gọn gàng, cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đâu đi sạch kèm, dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng người lắm. Em thề cho người em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm này, ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Đã, đó là em chỉ thoa cái kem để cho nó chỉ bớt cái mụn thâm của em thôi. À, đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi sau đó là nó không xài nữa.
Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao, em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn thì đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm em không có mê rồi. Nghe là ổng nói chuyện nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Ừ. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian với nhau thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Là trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao, chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi, thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Chị ơi. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang cuốn cái băng vậy nè, em ôm chồng khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá, em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu bảo là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là dạ. Đưa chồng về nhà trọ, rồi dạ. Lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không? Cứng cái đầu đang như vậy mà làm sao mà đi xe lửa hay là đi? Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò cũng một xa nữa. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó làm một vạch nguyên đầu à. Hai tay em cầm phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vợ em bảo tới... Trời ơi, tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ, rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế, em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tính là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi em mổ thì tiền của em cũng mất, em mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? À, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm nhà em, lấy tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi. Thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực, em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ, thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Mà lúc sao đó không thì biết tôi đừng gửi tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Dạ, chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt qua vậy trời, rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé thì anh kêu bảo là
nhờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự báo ban nhau rồi qua thôi. Dạ. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà dạ, đến sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Em sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ thương lắm. Phải là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình là bố là mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được cái vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Bây giờ thì bố mẹ vợ với em dạ. Từ khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em, ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Em đứng lại với em đi. Đây bé. Ông sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? Ờ. Thương rồi hôm qua bà này. Đó, qua bà. Bà thương. Rồi bố rồi mẹ. Bố ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nữa. Ngoại thương mà. Ngoại thương con mà. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Dạ. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em á, nó là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này. Thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh. Tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ. Tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á. Thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu. Thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Và mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Và con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em đó. Là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình nhé. Đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều.
Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ, và vợ em cũng không có một lời nào với em, không một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi, bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Chứ còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, nó hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương đâu. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em nha. Cảm ơn ạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh ạ. Nói lớn lên xíu. Xin chào quý vị khán giả, chào anh trai bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên. Em năm nay 35 tuổi, em xin lỗi. Em hơi bị run. Em hơi run hả? Dạ. Không, không có gì hết. Bình giới thiệu lớn lên cho đàn trai cùng nghe nào. Ừ. Làm lại nào, 2, 3. Cái mi lớn lên chút xíu, như mi nhỏ quá. Cái mi có không vậy? Có tín hiệu không? Rồi, cưng nói lại đi cưng. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh trai bên kia, xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên, năm nay em 35 tuổi. Em là một... em xin gì? Lỗi, dạ. Ừ, em đang làm nghề gì? Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Dạ. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. À vậy. Ủa có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây, vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn, và trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Em vừa mới chuyển về. À, có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội. Dạ, đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. À, sinh sống và làm việc ở ngoài Hà Nội. Dạ vâng. Rồi. Rồi xin mời nhà trai ạ. Dạ. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. Năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Họ làm gì? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em hiện tại là em đang là nhân viên lái xe cho công ty ạ. À, lái xe tải hay xe? Dạ, con lái xe con ạ. À, lái xe con. Dạ. Rồi, quê em ở đâu? Dạ, em hiện tại quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước. Dạ. Làm Thọ làm việc ở đâu? Dạ, em hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. Quận Nhất. Dạ. Rồi. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tuốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội cũng có thể đi ra ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ. Không sao cả. Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Thọ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, em nói khuyết điểm trước đi ạ. Rồi. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh ạ. Nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi ạ. Nhanh thì có an toàn không? Dạ, cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ. Nhưng phải an toàn. Thứ bảy, chủ nhật á, thì em cũng hay ngủ nướng lắm ạ. Ngủ nướng. Dạ. Nhưng mà nhớ lái xe phải đúng luật lệ. Dạ. Không được chạy nhanh quá luật cho phép. Dạ. Nha. Dạ đúng rồi. Rồi, còn gì điểm yếu, khuyết điểm gì nữa không? Dạ, khuyết điểm của em này nhiều khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Nóng tính. Dạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Ừ, như đó cũng là mệt rồi đó. Nóng tính, ngủ nướng, lái xe nhanh. Còn điểm, ưu điểm là em chia sẻ, biết thông cảm, biết quan tâm đến mọi người. Ừ. Và biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi, đàn ông biết nấu ăn, biết chia sẻ việc với phụ nữ là ví dụ, tốt luôn. Ví dụ như phụ nữ mà dù đi xe có vấn đề gì thì em sẽ làm cho xe đó nó tốt lên. Đúng rồi. Dạ. Phụ nữ buồn em có động viên an ủi phụ nữ không? Chia sẻ, quan tâm, mình hỏi thăm. Phụ nữ sinh đẻ em có phụ vô nấu nước, rửa chén, lau nhà, giặt tả cho con bú phụ không? Phụ giúp này kia. Rồi, tốt. Rồi, đó vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh, điểm yếu của bên nhà mình nè. Em thì là một người cũng lành tính thôi. Em biết chia sẻ, biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc, em yêu công việc. Dạ. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi, có thể là do ảnh hưởng đến công việc, vì em có kiến thức về nhân tướng học và phong thủy, nên nhiều khi mình sẽ đọc được cái suy nghĩ của người khác một chút. Thì nhiều khi em hay
có cảm thấy là mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Thực ra là em gặp, em là ly hôn. Em gặp chồng cũ của em khi mà em đang học trường đại học văn hóa thì em lấy anh ấy luôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ. Em là mình chưa... đã có hai cháu rồi mình có... Em có hai con gái. Hai bé gái rồi ha. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Ở với ai? Hai cháu đi ở với em ạ. Ở với mẹ hết? Dạ, ở với mẹ hết ạ. Mà nói thật với em là chị nhìn em á, chị tưởng em cỡ hăm mấy thôi đó. Thực sự luôn. Dạ, em cảm ơn chị. Em nhiều người có nói với em vậy không? Em rất là dạ, trẻ có. Luôn á. Thỉnh thoảng có học viên hoặc là khách hàng đến làm đẹp thì cũng có khen em trẻ. Đúng rồi, rất là trẻ luôn ha. Thì rồi. Là còn bạn trai được tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh, lúc đó kiểu mới đi học thấy cái bạn đó là mình thích, mình muốn như là làm quen, nhưng mà sau này thì do cuộc sống của bạn đấy đi nước ngoài định cư rồi anh ạ. Rồi bỏ qua mối tình kế tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được khoảng hơn 2 năm rồi, sau đó thì có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Gì không may mắn chia tay là sao? Và duyên nó cố gắng nhưng mà không hợp được anh ạ. Mình phải biết ra cái khuyết điểm của mình trong tình yêu để mình bổ sung cho cái mối tình tiếp theo cho nó tốt hơn. Đấy ha, mình phải hiểu tại sao mình phải chia tay mối tình đó. Ví dụ như mình vô tâm nè, mình không chăm sóc phụ nữ, không quan tâm nè, hay gì đó thì mới chia tay, thì mình nhớ cái điều đó để mình bổ sung thôi, đơn giản như vậy. Mà bạn bên kia có hai đứa con rồi thì em có... Dạ không sao anh ạ, có hai con không sao. Thế mình ly hôn bao lâu rồi cưng? Em ly hôn được 7 năm ạ, bước sang năm thứ 8. Vậy hả, năm nay năm thứ 8 rồi. Còn bạn nam là... Chào cưng. Dạ, em bạn nam là hai mối tình nữa thôi, còn gì nữa không? Dạ thì em chỉ có hai mối tình chính thôi ạ. Hai tình chính thôi. Dạ. Là em không ngại gì cái chuyện là nếu người bạn gái của em là đã có con riêng và đã từng ly hôn là em không ngại gì đúng không? Dạ, nhưng không mà sao? Em quen hai mối tình đó thì nó có đứa nào không? Dạ có một con trai ạ. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Là đã ly hôn rồi. Dạ. Vì đâu phải mối tình. Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một lần lỡ chuyến đò chứ đâu phải là như vậy là cái con của em là đang ở với ai? Dạ con của em bây giờ đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ 14 tuổi ạ. Là cũng bằng bên đây gái 14 tuổi nè. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ hiện giờ thì em đang ở quận 9. Em ở với ai? Có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ nhà riêng. Rồi là nhà của mình đó phải không? Dạ, đúng rồi. Cơ ngơi đầy đủ rồi đúng không? Là sẵn sàng để mà làm đủ nền tảng để tiếp nhận một cái cuộc sống mới với một nửa còn lại của mình. Em đi dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng gần 10 năm rồi. Gần 10 năm, cũng lâu rồi ha. Lâu rồi. Rồi 10 năm qua thì đi làm thôi. Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen nhưng mà do cái duyên nó không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi đụng đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Mình làm mai làm mối mình phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta. Hỏi anh hỏi rất là kỹ luôn ha, cũng đừng buồn anh. Bởi vì mình hỏi cho bên kia nghe luôn. Một người con mà 10 năm nay rồi ở nhà một mình, con ở với bên bà ngoại tức là bên mẹ. Mình có chu cấp cho con đầy đủ không? Có. Rồi tốt. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Nhưng mà tội bên kia là tới hai đứa con phải lo luôn. Hai bé gái. Bé gái. Và cũng đã ly hôn 7 năm nay rồi. 7 năm rồi. Mà hai bạn thì ai cũng gọi là bạn bên đây vừa rất là trẻ luôn á, so với tuổi em cũng vậy. Em cũng rất là trẻ so với tuổi luôn. Hai bạn có một cái điểm tương đồng đó đó. Thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn hay gì. Quá dễ. Phụ nữ nào cũng chân thật, phụ nữ chăm lo gia đình rất quan trọng, mình có chân thật với người ta thì ta mới chân thật với mình thôi. Còn nấu ăn thì người phụ nữ nào cũng nấu ăn, quan trọng là ăn được hay không thôi. Không? Rồi nhưng mà chị dễ quá. Một chút xíu về địa lý nè. Rồi bây giờ ví dụ mà hai người mà gặp mở rào ra trúng tiếng sét ái tình bạc bạc vậy đó, rồi quen nhau rồi bây giờ tính sao đây? Một người thì ở tuốt miền Bắc, một người thì đang ở trong Nam.
thì tụi em có nghĩ là nó sẽ có cái chuyện mà gọi là xa mặt cách lòng không? Tụi em có bị ngại cái chuyện đó không? Thì em sẽ cố gắng ra ngoài đó, rồi nếu như bạn nữ đó sau này nếu mà được thì sẽ ở trong này luôn ạ. Tức là sẽ chuyển cái cơ sở vô đây, tại vì dạ, bạn này rồi. Là bạn ấy là một cái người mà làm về spa, về thẩm mỹ, về nhân tướng học. Nói chung là bạn này là người mà có thể chuyển đâu được hết. Có một cái kỹ năng riêng bản thân và tự chủ được cuộc sống của mình cũng như trong công việc của mình á. Dạ. Đằng nào bạn kia cũng thuê tài xế thì thôi thì em theo em làm tài xế cho bạn ấy luôn. Trời ra nội lái xe luôn rồi phụ luôn. Rồi mình phụ hết tất cả mọi thứ, phụ nuôi con luôn. Rồi cô kia phụ mình luôn, rồi hai người phụ với nhau luôn. Anh thấy cũng ổn. Bên nào cũng thể di chuyển được, nghề tài xế cũng đơn giản mà. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Nếu bên kia cần thì đâu cũng... bây giờ hai bạn tự lớn rồi, hai bạn đúng sẽ rồi, tự tính cái đó. Đi. Bây giờ vấn đề là cái mẫu người mà mình tìm kiếm á, là xem đây có phải là một nửa còn lại của mình hay không. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu như Phúc hay là Thanh Trúc là được ạ. Như Phúc, Thanh Trúc đó, hàng top không á, Như Phúc với lại Thanh Trúc á. Được rồi, để anh coi coi hàng top của Việt Nam không á. Coi Như Phúc, Như Phúc, Như Trúc gì hay là gì đây. Đây, xin mời ông em giao lưu với nhà gái chúng tôi. Dạ, gái. Dạ. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời. Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung. Anh nói đây Như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt, gương mặt cũng xinh đó. Thanh Trúc chút cao hơn chút xíu. Không, Trúc không có giống. Không giống, nhưng mà Trúc cao hơn. Tóm lại là gì, cái cô em gái rất là xinh, không ai nghĩ là em hai con đâu. Ừ, mà cũng không ai nghĩ là số tuổi rồi, này rất luôn. Rất là trẻ. Những cái gì mà anh ấy đưa ra nãy giờ em cảm giác là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em ạ, em nghĩ rằng là những gì, những cái rất là yêu cầu của anh ấy thì em đáp ứng được hết. Tuy nhiên là cái công việc của em khá là bận. Em ngoài cái quản lý cơ sở riêng của mình thì em còn đào tạo học viên nữa. Và còn tư vấn về nhân tướng học và phong thủy cho khách hàng. Nên em sợ cái việc mà nấu cơm để chu đáo cho hết, chồng con thì hết. Chắc là cũng không được hàng tuần, chắc là không đầy đủ lắm. Chắc cố không gắng sao. Thì sẽ một vài ngày. Nè, anh nói Thọ nghe nha. Nếu anh ngồi vị trí đó, anh sẽ đi theo cô ấy, đi theo ra Hà Nội làm bất kỳ công việc nào hết. Nếu anh ngồi vị trí em đấy, anh góp ý em như vậy để em cảm nhận được thế nào. Nhà bên đây thì cho thuê đúng không? Đúng. Nhà ở nhà trong Sài Gòn cho thuê. Nhà cứ cho thuê. Mình theo ấy ở đâu đất lành chim đậu, ở đâu làm kinh tế được là mình cứ đi. Mình vừa làm kinh tế được mà ở đó có người mình thương nữa thì không còn gì bằng nữa. Đấy, anh chỉ nói vậy thôi. Rồi còn mẫu hình lý tưởng đi, hỏi. Đúng. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em thì tiếp người thuộc sống tình cảm. Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi thì cái lời nói thì suy nghĩ và hành động nó chín chắn một chút. Cô ấy chỉ cần một người che chở cho mình thôi, đơn giản như vậy. Ngoại hình thì sao em? Thực ra là chắc là cũng do cái đặc thù công việc của em thì em nghĩ rằng là một người tốt thì cái khuôn mặt cũng sẽ phúc hậu. Mà em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng, tử tế là em thích rồi. Tức là em nhìn là em nắm được điện liền đúng không? Thôi bởi vậy cho nên thôi hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Rồi chút xíu mở rào ra cho bạn bằng tự bằng nhân tướng học mà. Xíu nhớ coi cho chị coi cái tướng chị sao nha, nói nghe nè. Đó, coi chị danh linh hợp không, làm với nhau được bao nhiêu lâu nữa. Thực ra là nếu như mà em không theo dõi chương trình lâu và hai anh chị không phải người nổi tiếng thì em cũng nghĩ rằng hai anh chị có tướng phu thê. Vậy đó hả? Dạ, có cái nét mặt phúc hậu như nhau. Dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy mà đó giờ anh tự anh với Hồng Vân có tiếng Vân phu xe chứ. Là một phụ nữ, người phụ nữ là Phượng Phu Ích Tử. Và anh Quyền Linh thì là một người chồng rất là, nói chung là ai mà lấy được anh thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Nay là mũi nó nở ra rồi đó. Nhưng mà chương trình dựng bỏ cái đoạn này đi nghe. Dạ. Không sao. Bà đi chứ không là mất công lắm á. Không có mà Thảo mà cũng cả. Dữ lắm mà ông Tuấn Anh thì cũng không vừa. Người ta đoán như thế mà, có gì đâu. Vậy mà vậy tôi với ông chắc kiếp trước rồi. Chắc cũng nợ nần gì kiếp lúc trước, trước nè, ông cũng giật hụi tôi 8 giây. Đó. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Em chào Trường Vân ạ. Chào nhà trai ạ. Em chào
tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, là em trai của chị Uyên ạ. Dạ. Em thấy là chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn, hoạt bát. Nói chung là trong công việc thì chị rất là ổn. Chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy, nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Còn trong lần này muốn tìm bạn trai thì chị muốn tìm một người mà có thể yêu thương và chăm sóc được cả, không chỉ riêng về bản thân chị ấy, còn cả là hai đứa con chị nữa. Đó là chỗ dựa của chị ấy, vì cái công việc của chị rất là bận. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành, khá là tốt tính. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn Cưng. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. À, có cô ruột nữa. Có cô ruột nữa. Rồi, hay quá. Mời nhà trai nào. Em chào anh Quyền Linh. Xin chào bên nhà gái ạ, và chào tất cả khán giả trong trường quay. Em là đồng nghiệp với lại Thọ ở đây cũng 14 năm rồi. Thì mọi chuyện vui buồn của Thọ em đều được Thọ chia sẻ, và cũng đều hiểu rất rõ về cái cuộc sống riêng của Thọ cũng như tính tình của Thọ. Thì chị chào Uyên, chị cũng rất là vui bởi vì là thực sự là qua câu chuyện em vừa chia sẻ, những cái thông tin em vừa đưa tới chương trình thì chị rất có cảm tình với em. Và nếu mà em với Thọ có cơ hội tìm hiểu và đến được với nhau thì là một điều rất quý, bởi vì sẽ có những điểm bù trừ cho nhau. Thọ có một điều mà chị cảm thấy rất là trân trọng và đánh giá cao, đó là Thọ luôn khao khát một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Và Thọ là một người chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền, và đã tự hai bàn tay của mình gây dựng nên một cái cơ ngơi không phải là đồ sộ so với mọi người, nhưng mà là căn bản đối với một người đàn ông là có nhà, có công việc ổn định và có xe để đi lại. Chỉ có một cái điều khó khăn, đó là hiện tại do hai bạn thì hai em đều là cách trở ở hai miền, thì cái việc này thực ra khi mà có tình cảm thực sự với nhau và cảm thấy hợp nhau thì nó cũng không phải là điều quá lớn để mà mình vượt qua. Nhưng các em cũng phải cân nhắc để mà quyết định rằng là có dành cho nhau thời gian không, bởi vì chị biết là em cũng khá là bận. Và Thọ thì cái công việc của Thọ thì là lái xe cho sếp ở trong công ty, thì cũng là công việc phục vụ thì cũng bị phụ thuộc thời gian. Thì các em cứ suy nghĩ nghiêm túc, cho nhau những cơ hội để mà có thể tìm hiểu nhau, cảm thấy phù hợp thì tiến tới với nhau. Còn nếu không phù hợp chúng ta cũng có thể có thêm những mối quan hệ. Nhưng chị khẳng định Thọ là một người tốt, cũng có một vài khuyết điểm nhỏ thôi, như là thẳng tính, nóng tính, và đôi khi thì hơi thẳng thắn quá thì dễ làm mất lòng người khác. Nhưng cái đó thì nó không phải là bản chất, và nó nếu mà xét về đạo đức thì nó không ảnh hưởng gì cả. Thì đấy là những điều mà chị muốn chia sẻ với em. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rất hay, rất tuyệt vời những lời chia sẻ từ hai bên gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn đi. Mở rào đi nha. Đó. Hai bạn đủ để có thể cảm nhận và có thể xem khí của đất trời để kết hợp với nhau được không? Mở rào. Cảm xúc đầu tiên nha. Bắt đầu đi Thọ. Chào anh, chào anh. Không quà. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Mở ra luôn, nói ý nghĩa luôn cơ. Thọ. Chào em xin mời. À, anh tặng cho em đôi giày. Dạ em rất thích, nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử. Vậy em có thể thử sau. Thử luôn đi, thử luôn. Ạ. Cái này em nhìn số là được, em nhìn anh cầm giúp em nha. Em ngồi xuống đi, thử mang đi nào. Đâu? Được rồi anh. Được rồi, để người ta mang giùm cho, sao lại được rồi? Dạ. Thọ mang đi Thọ. Nó vừa là giống vừa như là hoàng tử mà thử giày cô Tấm á. Trời ơi, vừa in luôn, vừa không, có nghĩa là vừa mà không xê xịt một miếng nào luôn. Mang luôn đôi mới luôn, mang luôn đôi nguyên đôi mới, cất đôi cũ vào đi. Anh ơi, em rất là thích đôi giày này, nó không những khá vừa chân em mà cái màu cũng rất nhã nhặn, hợp với cái tính cách của em á. Em cảm ơn anh nhá. Em cũng có một món quà để tặng anh. Em
có một chút quà tặng anh. Em đây là món quà, cái này là chị gái em đã đích thân mua tặng cho em rể tương lai. Đây là cái cà vạt. Chị nói là chị chọn cái cà vạt để sau này mà anh có đi dự tiệc hay đi đâu đó anh đeo vào cho trang trọng. Đây là cái gói trà mạn của Thái Nguyên. Anh về anh pha mỗi lần anh nhấp một ly trà anh nhớ đến cô gái Hà Nội, người bạn Hà Nội nhá. Để đây Thọ, đưa đây. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Đó. Em có hỏi gì anh không? Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng, là tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau. Thực ra là em hỏi câu đấy bởi vì là những người phụ nữ đã từng qua lần đổ vỡ như em ấy, thường thì chắc là cái yêu cầu cũng sẽ, cái suy nghĩ sẽ khó hơn. Và cái yêu cầu đối với cái người bạn nam của mình cũng khó hơn, bởi vì người ta sống không vì bản thân người ta nữa, mà người ta sống, ví dụ như em có con thì còn vì con nữa. Đó, thì em không biết là nếu như trong trường hợp mà sau này anh có tài giá thì người vợ của anh ấy đã có con riêng thì anh nghĩ như thế nào về cái cuộc sống mà sống chung với con riêng của vợ ạ? Nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc và nuôi dạy cho lớn, người tốt cho giúp cho xã hội. Em thì em xin phép hỏi thêm được không nữa nha. Em bởi vì là em sẽ phải trải lòng hết những cái cuộc sống hiện tại của em để cho anh hiểu, để cho anh cân nhắc xem là em có phải là người phù hợp với anh không. Bởi vì là hiện tại nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì có, anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra, và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố mình làm việc. À, chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh ạ? Đúng rồi. Trong trường hợp mà em, công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý là... của anh hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn đó. Dạ. Nếu như hai người thương nhau, nếu người hiểu nhau, anh có thể thay đổi sắp xếp ở ngoài đó luôn được hay không? Dạ, cái này thì để cho em thêm thời gian làm sắp xếp công việc. Nếu như hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Một câu hỏi cuối cùng là em thì từ xưa đến nay cái cuộc sống của em ngoài cái việc là lo và chăm sóc cho ba mẹ con thì em còn phải lo và chăm sóc cho bố em nữa và anh trai, bởi vì là bố và anh trai ở quê. Chị dâu thì mất sớm, có hai cháu nhỏ xíu nhỉ, thì em phụ giúp anh và chăm sóc bố. Thì em không biết là cái suy nghĩ của anh như thế nào nếu mà người vợ của mình thường xuyên quan tâm và lo lắng cho gia đình bên ngoại. Thì người phụ nữ mà lo lắng cho gia đình bên ngoài thì cũng tốt mà, không có gì cả. Thì anh có câu hỏi gì cho em không? Em hỏi đi, em hỏi là theo xét về nhân tướng học thì em thấy anh sao? Anh là con người như thế nào? Em thì anh thấy em rất là người rất là khó. Không, em hỏi bạn này nè. Coi, tại vì bạn có một cái khả năng về nhân tướng học đó, thì em hỏi xem là bạn cảm nhận như thế nào khi mở rào ra gặp em. Em cảm nhận gì qua nhân tướng học em có thể nhìn được không? Vâng, đây là một chút về cái chuyên môn trả lời. Thì thực ra là nhìn anh thì cũng rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Tuy nhiên nếu mà xét sâu hơn về cái diện tướng, về tam đình ngũ nhạc, về ngũ quan của anh ấy, thì em thấy rằng là anh là một người thật thà. Tuy nhiên cái cá tính hơi cá tính mạnh một chút, bởi vì là cái bào tạo quan, tức là cái cung lông mày của anh, cái lớp mày của anh nó hơi rậm, hơi nhiều lông, thì cái lông mày chủ về cá tính. Chính vì vậy mà cái sự cá tính mạnh có nhiều khi nó
sao nhỉ, mình có thiếu cái kiểm soát đúng không ạ, thiếu qua cái kiểm soát của cái hành vi của mình đúng không? Thế còn thì em thấy rằng là anh, theo cảm nhận của em thì anh là một người thật thà chất phác đấy, anh không phải là một người gọi sao nhỉ, không phải là một người đàn ông mà có thể là gây nguy hiểm cho phụ nữ. Nếu như mà một người phụ nữ về với anh ấy mà yêu thương thật lòng, trân trọng thật lòng và có thể là hướng anh cho chuyển hóa cái tâm thức của anh cho nó mềm tính đi một chút thì là anh là một người chồng rất là tuyệt vời. Yeah. Còn Thọ cảm nhận cô gái thế nào? Em thấy cái bạn này là rất là dễ thương, cũng giống như cái mẫu người em cần tìm. Thọ cảm nhận rằng mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy đấy, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Không phải bắt tay mà là nắm tay, hai tay luôn, đúng rồi. Nhìn thẳng cô mắt cô ấy đi. Đấy, em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ, từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình. Dạ, anh cảm ơn. Được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đây hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Chúng ta nhắm mắt lại khoảng 30 giây. Đây nha, đây nha. Kiểm tra thật sự xem con tim mình nó như thế nào, nó mách bảo thế nào, mình cứ làm theo cảm xúc như ấy. Trong tình yêu thì cái nhịp đập con tim rất là quan trọng, cảm xúc nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Hãy làm theo cảm xúc của mình. Các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nghe. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Cho em nắm tay anh. Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh thì em nghĩ rằng người ta cũng không mong muốn gì hơn, và ngay cả em cũng vậy. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là các bạn học viên đăng ký cho em là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện, cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ, thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả, anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái sự cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Anh là một người đàn ông tốt như thế này, và sau cái chương trình này em nghĩ rằng rất nhiều người phụ nữ sẽ có cơ hội đến với anh, và anh xứng đáng nhận lấy điều hạnh phúc đó. Em chúc anh hạnh phúc. Vậy thì anh cũng cảm ơn em, thì anh cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Dạ, em sẽ một lát nữa chắc em sẽ xin số điện thoại, nếu trong trường hợp em có thay đổi quyết định em vào Sài Gòn sống thì em sẽ, chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Em cảm ơn anh nhiều. Đấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Dạ. Ít ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, dạ, chia sẻ với nhau là chị thấy rất đúng, là tốt luôn. Đúng ra đó. Nếu anh là như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Tại vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Chứ nếu như em mạnh mẽ xíu nữa là anh chắc chắn anh sẽ đi Hà Nội, quyết tâm đi Hà Nội, thì điều đó có thể làm thay đổi cục diện. Thôi thì vẫn còn thời gian, vẫn còn điều kiện, vẫn còn cơ hội ha. Nhưng mà anh nghĩ rằng mạnh mẽ hơn nữa, quyết đoán hơn nữa, với tình yêu hay với kinh doanh chẳng hạn, chúng ta phải cần quyết liệt. Quyết liệt, quyết đoán, chúng ta mới chiến thắng và thành công. Thôi như vậy là một lần nữa thì lại không có sự bấm nút, không có sự đồng điệu với nhau. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha. Yeah. Mỗi bạn đều có cái hay, cái đẹp của các bạn cả. Nếu như hai bạn mà hỗ trợ, bổ trợ cho nhau thì cuộc đời nó đẹp biết bao. Yeah, yeah, yeah. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình.